Vợ về nhà đấy thì bao giờ mới cưới? Tháng sau mới cưới à? À thế hai vợ chồng gặp nhau kiểu gì? Gặp nhau kiểu gì á? Ừ. Gặp nhau Zalo. Gặp nhau Zalo anh ra. Đây mới gọi là tình yêu thời buổi công nghệ 4.0 này mọi người này. Can anh thủ rồi. Ba tiền đây. Can thủ anh ơi. Can thủ không? Ôi chết chết. Anh xin quả ớt nha. Đấy, ăn mình nói chung là ăn cơm mình thích ăn với ớt mọi người. Đấy, anh Chứ ăn mèn mén này. Không thích ăn cơm à? Nắng Cao Nguyên xin tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại thì mình đang có mặt tại thị trấn Mèo Vạc mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi mua lên cây xăng để mua một ít xăng vào cho anh em ở trên chỗ tổ 4, chuẩn bị làm nền nhà cho nhà em Ria này, em Vừ và em Xính mọi người. Đấy. Bây giờ trước khi đi lên cây xăng thì mình đi mua can đã. Để anh em cho vào cái máy khoan tay ấy thì bắt đầu nêm đá ra thì mới được mọi người. Cô ạ. Vâng ạ. Chứ cháu mua hai cái can 10 lít vậy ạ? Ừ. Vâng. Vâng. Dạ, cháu đựng xăng. Cháu bao tiền không cô? 50.000. Này cháu gửi. Vâng, cháu cảm ơn nhé. Dạ, cháu đi ạ. Em cho đổ cho anh mấy lít xăng đấy. Hả? Đổ lấy được 10 lít không? Được. Để. Can anh thủ chưa? Ba tiền đây. Can thủ anh ơi. Can thủ không? Ôi chết chết. Nào, đổ chất luôn sang can này. Hả? Ủa. Mang vào đi. Cái can thủng này nhỉ. Nào nào rồi kìa. Anh bạn vào xong anh dốc vườn con lên. Bạn chặt vào dốc vườn con lên không đổ vào. Đấy. Ở đây. À, đây đây ấy mở hộ mở mở hộ mình cái này để mình chắc xong bên này. Đây. Chết ngồi cái can bị thủng đấy. Đi trả rồi. Thủng rồi có dùng được đâu. Thủng rồi lại mang trả thôi. Vào mua xăng để cho bà con khoan đá trong kia mà. Rồi. Cảm ơn nhá, tôi gửi tiền đấy. 220 à. À cho anh đổ luôn dầu với. Vâng anh 500. Xin. À, mọi người hiện tại thì mình đã đến chỗ thung lũng Cán Lủng rồi. Bây giờ mình sẽ lên trên nhà chị Xúa là xem anh em làm đến đâu. Ngày hôm qua thì bên chỗ anh Nô là có xuống sửa lại cái máy nén khí ấy. Thì hôm nay hoạt động bình thường thì bà con mới tiếp tục làm việc được mọi người. Và hôm nay đi qua đây thì mình cũng gửi luôn cái tiền hôm trước là mua mật ong của nhà em Xính ấy, của bố chồng chị Xúa mọi người. Đấy, đi qua đây để mình gửi tiền cho bác ấy đã. Chàng nhà đang ăn cơm à? Ừ, nên anh gửi tiền mật ong hôm trước chứ. Hôm trước là lấy 26 lít đúng không? Đúng rồi. Đây, thì anh gửi tiền nhá. Đến xem đủ chưa? Đủ rồi. Hôm qua quên mang tiền.
Thế chào chú nhá, chào chào bác. Đấy, bà con đây mọi người, lại gặp bà con ăn bữa cơm này. Đấy, chỉ có cơm này, mèn mén với rau thôi. Thôi anh đi lên xe này tí đã. Ở đây thì em xính em nuôi một cái tổ ong rất là hay mọi người nhá. Đây này, hơi ồn một chút. Tổ ong này được đắp bằng, nó chỉ là bằng cái ống ống gỗ thôi. Ờ nhưng mà tổ này hỏng rồi. Đấy, tổ này không thấy ong nữa, chắc là ong bốc bay hết rồi. Thôi chúng ta đi lên xe này đã mọi người ạ. Để lên xem là mọi người làm việc đến đâu rồi. Nói chung là bây giờ cái giai đoạn khó khăn nhất đã xong rồi, là làm cái nền. Máy là nổ ngon rồi mọi người ơi. Đây, nổ ngon lắm rồi. Bà con bây giờ bắt đầu là đấy, cậy nốt cả chỗ đá chỗ này đi. Khoan đá cũng mệt phết nhờ, chú nhờ. Đấy, thấy chưa, nói chung là làm một cái nền nhà không đơn giản tí nào cả. Đây là cô nhá. Đấy là cậy chỗ này là căng đấy nhờ, anh chứ nhờ. Nhưng mà khoan có ngon không? Bây giờ nổ, máy nổ có ngon không? Phát nào lên phát đấy luôn à? Đấy, thế là thích rồi. Thành ạ. Cố gắng hoàn thành xong cái chỗ này đi. Đập đá để lấy nguyên vật liệu xây móng luôn mọi người ạ. Xây móng nhà luôn. Đấy. Nói chung là quả móng này cũng ác của nó đấy, không phải đơn giản đâu mọi người ạ. Để mà xây cái theo cái sườn dốc thì nó hơi khó một tí. Đấy, vừa nãy là năm mẹ con nhà chị xuống còn đi điệu gạch về đây mọi người này. Vừa nãy mình cũng quay cho mọi người xem đấy. Đi điệu từng viên gạch lên thì hôm nay với lại ngày mai là em Công có bận việc mọi người ạ, là ra thi cái dân vận giỏi hay dân vận khéo gì ấy ở ngoài huyện. Mất 2 ngày nên là chưa họp thôn được. Phải đợi em Công về xong là triển khai họp thôn xong là để triển khai cho bà con giúp đỡ là chuyển vật liệu lên. Đấy. Đây có cả các cháu cũng đi này. Đấy, cháu này cháu gái cả nhà chị Sữa. À, gái thứ ba nhà chị Súa. Đấy, tí nữa mọi người xem nhá, các cháu điệu gạch cũng rất là vất vả luôn. Thôi được tí nào hay tí đấy. Chỉ vì nói chung là có một ngôi nhà mới này. Rồi là có một nơi nói chung là tránh mưa tránh bão. Đấy, đặc biệt là vào mùa đông tới này là rất là lạnh. Nên cố gắng sẽ xây hoàn thành nhà của chị Súa là trước cái mùa đông năm nay. Bây giờ thì nó vẫn đang ấm mọi người ạ. Cũng may là ở các bể đây có tích nước sẵn. Không thì đi điệu từng can nước một lên để mà làm nhà thì thôi rồi luôn đấy. Đấy. Anh em vừa làm xong mệt quá nghỉ tí à? Được mà, ui dồi, cái móng này là quá chắc rồi đấy, thật. Thế này nhưng mà chắc là không chế cái gì, không câu, không thớt gì không? Không, như này ok rồi anh ạ, như này được rồi. Về sau mình còn đổ nền nữa mà. Đấy. Thì đây, cắm mốc là đây, phải đào ra tận đây. Cái hòn này là đập của nó là khó đấy nhá nhỉ. Đây này. Đây, anh em đã khoan mấy lỗ đây rồi. Đây đây. Không biết làm nào. Thôi cứ cố gắng đập đoạn trên này đi em ạ. Cố gắng đập trên này cho nó đi. Xong cả chỗ này nữa này. Đây, cái chỗ này đập thì dễ rồi. Có mỗi cái chỗ âm này nó khó rồi. Cái nền này chắc khoảng tầm phải tuần nữa mới xong nhỉ? Tuần nữa vì cái này khó quá.
Mọi người ạ, bây giờ mình sẽ lên trên nhà chị Súa để xem là anh em đội đang làm móng này nấu cơm ăn những món gì mọi người nhé. Nói chung bà con cũng chỉ có ăn mèn mén. Hôm trước mình vừa ấy là mua được thêm ít gạo để nấu cơm. Đang muốn nấu món gì đây em? Nấu gạo. Nấu gạo à? Nấu gạo, hôm nay nấu gạo ăn với rau à? Hứ? À đây nồi cơm này mọi người này, đây có rau này. Đấy, mở cửa đấy ra cho sáng. Đấy, đây là ăn tí nữa ăn cơm với rau cải thôi. Tí cho anh xin bát cơm nhá. Đấy, hôm nào để ấy xong là bà con vận chuyển hộ chị xuống, anh đầu tư mua cho ít thịt gà, không là rượu uống nhá, được không? Chung là cuộc sống bà con ở trên này vất vả lắm mọi người. Như mình đã nói rồi là thời các cụ chỉ mong là được ăn no mặc ấm. Rồi đến thời của mình thì cũng gọi được khá hơn tí là ăn ngon mặc đẹp. Đấy, thời các cháu bây giờ gọi là ở ngoài huyện và ở dưới xuôi mọi người nhé. Vì cũng ăn sung mặc sướng rồi. Nhưng mà đối với bà con bây giờ cũng chỉ mong là được ăn gọi là giống như thời các cụ ngày xưa. Bây giờ chỉ mong là được ăn no rồi là mặc ấm thôi mọi người. Thời gian mọi người cũng biết là cái thời tiết mùa đông năm nay nó rất là khắc nghiệt. Mọi năm cũng vậy chứ không phải năm nay. Bà con nhiều khi còn không có áo mà mặc. Nghe cử một người để đi chuyên đi nấu cơm nữa. Thế mình nói chung là đằng nào cũng đến buổi trưa rồi ấy. Mình ở đây một lúc nữa xong bắt đầu mang xăng lên trên chỗ cho các em ở trên tổ 4.
để làm nền ở trên đấy. Bây giờ thì anh em đã nấu cơm xong này. Đấy, đúng thật là chỉ có ăn ăn cơm này với rau này. Hôm nay anh em còn lấy được một ít cái gì ấy, ớt à? Ớt cho vào nồi rau này. Đấy, để tráng cho nồi rau để cho nó ăn cho có vị một tí mọi người ạ. Đấy, thấy chưa? Đấy, làm việc thì vất vả. Đấy, ăn cơm với rau. Thế đây là gọi là ăn thì gọi là ăn ăn chay, đúng ăn chay luôn mọi người ạ. Bà con để mà nó về khoản ăn chay ở trên vùng cao thì nó thật không ai bằng luôn. Đấy là nói vui đấy mọi người nhé. Đấy, chỉ ăn thì có gì đâu. Đây, dầu thực vật này. Đấy, xong là thêm ít muối này, ăn cơm trắng này. Đấy, ai muốn giảm cân cứ lên đây với mình. Đấy, đi ăn cùng với bà con. Vài bữa đảm bảo là giảm cân thôi rồi luôn. Đấy. Nói chung là cũng rất là vất vả để mà nói ra thì đối với mình, bản thân Nắng Cao Nguyên ấy, cũng giống như quý vị khán giả thì cũng biết là thì nhìn thấy bà con ăn khổ, nhưng mà thực chất ra thì bà con ăn như này quen rồi mọi người ạ. Ăn quá quen rồi. Hàng ngày, bữa cơm hàng ngày là còn không có cơm trắng mà ăn ấy, chỉ ăn mèn mén với lại canh rau cải thôi. Đấy, thì hôm nay mình cũng rất là muốn là quay cho quý vị khán giả xem là đấy, hàng ngày bữa trưa là anh em mà ăn uống như thế nào. Đây, mọi người tập trung hết ở đây rồi để chúng ta cùng nhau là xem mà đấy. Sau một ngày sau một buổi làm việc vất vả, bà con ăn uống như nào mọi người nhé. Đây, mình vào đây mình ngồi ăn cùng bà con đó. Cho anh xin một bát nhá. Đây, ăn bát canh. Đấy, nói chung là với bà con ăn một bữa. Đúng không? Đấy, ăn cho ít rau canh rau cải này. Chán. Ăn như này ngon đấy nhỉ. Đấy, mình thích ăn chán canh này. Đấy, mời cả nhà ăn nhá. Mình xin mời mọi người ăn cùng anh em Nắng Cao Nguyên. Canh rau cải ngon đấy nhỉ. Nhưng làm việc vất vả cả ngày này, anh em phải ăn khỏe lên nhá. Mai anh bổ sung cho anh em một bữa thịt nhá, được không? Được nhá. Mai bổ sung cho bữa thịt. Anh xin quả ớt nhá. Đấy, ăn mình nói chung là ăn cơm mình thích ăn với ớt mọi người. Đấy, anh chứ ăn mèn mén này, không thích ăn cơm à. Ăn để mà ngon là mọi người.
ăn rau cải mèo này. Nói chung đi vào bản ăn cơm của bà con này vui lắm mọi người. Đấy, ngày mai mai anh mua thịt ra nhé, cải thiện cho bà con một bữa. Ồ, ngon quá. Rau cải ngon quá. No mọi người. Nói cảm ơn anh em nhé. Đấy, em đi cất bát ra xong là bây giờ em đi lên trên tổ 4 kia một tí để mang cái can xăng lên cho anh em để đập đá trên kia kìa. Thôi cảm ơn mọi người nhé. Ô, anh Thùng không ăn cơm à? Anh để bát đây tí rửa hộ anh đấy nhá. Đấy mọi người, làm bát cơm ngon quá. Bây giờ anh em mình xin phép là đi lên trên tổ 4 để đưa sách xăng cho anh em không à, để đập đá trên đấy mọi người. À, mọi người ạ, đây là cái đàn lợn mà được anh Công Vũ hỗ trợ đấy. Cũng đẻ ra cái đàn này được 3 con, hôm lần trước mình cũng thấy là bà con bảo là bán bớt đi mấy con rồi, để lại 3 con để nuôi. Mà ngày mai mình sẽ làm một cái video đi thăm hết các hộ gia đình mà được hỗ trợ lợn từ hội thiện nguyện anh Công Vũ ấy, để xem là cái đàn lợn nó phát triển như thế nào rồi mọi người. Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục đi. À em này đi lấy vợ phải không? À thế hỏi vợ đến đâu rồi? Vợ về nhà rồi thì bao giờ mới cưới? Phải tháng sau hay sao? Tháng sau mới cưới à? À thế vợ là người ở đâu? Lũng Pù. Lũng Pù à? À thế hai vợ chồng gặp nhau kiểu gì? Gặp nhau kiểu gì á? Gặp nhau Zalo. Gặp nhau Zalo, anh ra. Đây mới gọi là tình yêu thời buổi công nghệ 4.0 này mọi người này. Ừ, thế gặp nhau Zalo, thế quét Zalo là gặp nhau à? À thế à? Thế là tán nhau mấy ngày thì yêu? 2 tháng. Ai dạ, 2 tháng kiên trì phết đấy mọi người. Chứng tỏ thanh niên là rất là kiên trì luôn. Thế được 2 tháng này, thế yêu nhau mấy tháng thì cưới? Yêu nhau mấy tháng thì với tính đến chuyện là lấy nhau? Mình kiểu là mình yêu nhau, mình thích nhau rồi thì lúc nào lấy nhau mới được mà. Có nghĩa từ lúc yêu nhau đến lúc cưới là mấy tháng rồi? Mấy tháng rồi đấy. Bây giờ chưa cưới, bây giờ mình lấy nhau thôi. Đấy thì mới từ lúc yêu nhau đến lúc lấy nhau là mấy tháng rồi? 2 tháng. À 2 tháng có nghĩa là chắc là tán nhanh rồi, bà con trên này tán nhau nhanh lắm mọi người. Mình đa phần mình đi hỏi bà con là bảo người thì 2 ngày, người thì 1 ngày, người thì 3 ngày, người thì 1 tuần. Chậm nhất, nhiều nhất là 1 tuần đấy mọi người, đã ấy rồi. Chứng tỏ thanh niên nói chung là cái văn tán gái của thanh niên đồng bào người Hơ Mông đỉnh cao luôn, mình có khi phải đi học đấy. Yeah. Hôm nào dạy anh tán gái với nhá, được không? Thôi anh đi lên trên này tí nữa nhá. Ok. Mọi người ạ, hiện tại thì mình đã đến trên tổ 4 rồi. Bây giờ mình sẽ đi mang cái này vào cho nhà của em Gia với lại em Vừ với em Xính để xem là hôm nay làm nền nhà như thế nào rồi. Mà con bây giờ đang nghỉ trưa chắc ăn cơm rồi. Anh chào Vừ nhá. Anh đang ăn cơm à? Hôm nay làm được tí nào chưa? Làm một tí anh. Làm một tí à? Ừ. Ô, hôm nay chỉ mua được 10 lít mang vào trước nhé. Máy chưa sửa được à? Sao chưa sửa? Ôi, em chào thầy giáo nhá. Thầy giáo hôm nay lên đây ăn cơm à? Lên đây xong là xem cái nền nhà làm thế nào đúng không? Chào anh em nhá. Đây cái can dầu này. À can xăng này cất đi nhá. Thế là hay này. Xem nào, để chở ra ngoài huyện nhưng mà hả? Cái lên 10 cái chỗ. Ôi thôi, để ăn vào ăn cơm đi. Anh ra anh xem nhà bên này nền xem sửa được bao nhiêu à. Anh em cứ ăn đi nhá. Đã đợi rồi, đã đợi đá rồi. Hả? Đã đợi đá. Có máy khoan thì đá thì khó. Thì có máy khoan nhỉ. Máy sửa cái máy khoan. Với lại là cái máy ở bên chỗ nhà chị Súa kia chuẩn bị xong rồi ấy. Thì mang lên trên này. Chịu vào đây. Em làm trước thì chịu vào đây làm trước đây. Cả Gia cũng làm luôn mà đúng không? Cả Gia sánh cũng làm luôn mà. Đây anh xem nào. Đấy, làm luôn nhờ. Xong là lấy đá này để kè luôn. Kè phải kè xi măng ấy nhá. Đàn lợn. Đây, như cái nhìn thấy đàn lợn ở bên hội thiện nguyện anh Công Vũ hỗ trợ nhiều này thích. Thế là em kè đúng bằng nền của nhà gió luôn cái gì đúng không? Chỗ này là làm dễ này vì là đất nhiều đất. Đúng rồi. Lấy cái máy khoa thì được khoan cả cái này ra. Thì mới có còn đập đá nghiền đá
Nói chung là mình làm cho gọn hết đá chỗ này đi. Làm cổ hết mà. Em làm cổ hết mà. Ừ. Chiều nay anh em làm nhá. Anh ra bây giờ anh ra ngoài kia có chút việc một tí đã. Vâng. Xong là mai anh vào. Vâng. Ừ. Cái máy phải sửa nó cái máy. Cái máy kìa. Đây anh bảo thế là em nhá, em chở xuống dưới mai chở xuống dưới điểm trường. Cái máy này. Điều chuyển em. Ờ, sẽ chuyển để nhà công đi. Vậy. Xong là anh vào anh lấy cái máy đi ra anh chở đi sửa cho. Vâng. Nhá. Để tí em chờ răm. Ừ. Mọi người ạ. Thì bây giờ thì nhà em Vừ với lại nhà em Gia cũng đang tiến hành là làm cái nền bóng móng rồi. Thì cũng chắc là khoảng nếu mà làm chắc khoảng mất 2 tuần đấy nhỉ. Ờ, cái mông nhà này nhanh mà. Ừ. Em làm mất 2 tuần đấy nhỉ. Cái mông này 10 ngày đúng không? 10 ngày xong. Ừ. Đấy thì cả nhà Sinh nữa, làm nhà Sinh ở chỗ nào nhỉ? Nhà Sinh. À Sinh Sinh. Cái à, làm ở chỗ bể à? Chỗ bể ngay cái bể. Thế nhà Sinh gọi thợ về làm chưa? Gọi rồi. Nhưng mà theo hết rồi. Ừ. Thợ chưa về. Ừ. Chưa về thế bao giờ mới bắt đầu làm? Đột đà cái kiểu thì bây giờ chưa chở gạch cơ. À ờ phải chở gạch lên nữa đúng không? Sửa gạch được xong thì đấy gạch xi măng kia đây. Đấy chở được. Cái của Vư nhà Sánh chưa chở. À chưa chở à, chưa chở xuống à? Với chở bảo xe nào. À. Ờ thế thì để mai anh gọi ấy vào chở luôn. Chưa chở được xe nào này, xi măng chưa đặt này. Ừ. Còn gạch chưa chở xe nào này. Ừ thế thì mai bảo bắt đầu xe chở vào luôn để Sính ấy lên. Thôi mọi người thì Nắng Cao Nguyên cũng xin được kết thúc video tại đây. Đấy, hiện tại ở trên riêng ở trên tổ 3 là sẽ làm 3 nhà anh em. À tổ 4 nhỉ. Làm 4 nhà anh em trước. Đấy, thì làm nhà chị Súa này, xong là nhà anh Sùng này, nhà Vừ này xem. Bây giờ là ở trên chỗ bố của em Tính ấy. Là chú Ná nhỉ? Chú Thề chứ. Chú Thề là cũng đăng ký làm nhà thì để tí nữa mình lên trên kia mình xem như thế nào. Thì bây giờ video nó cũng dài rồi ấy, thì Nắng Cao Nguyên cũng xin được kết thúc video tại đây. Mọi người thấy video hay hãy like và chia sẻ và hãy đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.